chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Vạn Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ với các bạn một cái căn nhà phố 3 tầng mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho em Vinh ở Đại Từ, Thái Nguyên các bạn nhé. Thì công trình này thì đơn vị chúng tôi đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ cho em Vinh rồi, và em Vinh đã nhận được hồ sơ rồi. Trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ cái hồ sơ này, và video sẽ chia thành hai phần. Phần thứ nhất thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái mẫu nhà này bằng hình ảnh 3D, và phần thứ hai thì các bạn được theo dõi bằng video trực tiếp review toàn bộ cái hồ sơ này cho các bạn để các bạn xem, và phần thứ ba thì các bạn sẽ được xem video này được chuyển phát nhanh trên bưu điện các bạn nhé. Thì để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào thì các bạn lên Google, chúng ta gõ từ khóa Phạm Văn Tuân các bạn nhé. Các bạn gõ từ khóa Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ vào được cái website, vào được cái trang Facebook, trang YouTube các bạn nhé. Các bạn sẽ vào được cái trang YouTube Phạm Văn Tuân. Thì để không bỏ lỡ bất kỳ video nào và các bạn nhận thông báo thì các bạn ấn nút đăng ký, và chúng ta sẽ rung chuông ở đây nhé. Các bạn nhớ đăng ký và rung chuông ở đây. Đấy. Thì mỗi lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký và chúng ta sẽ rung chuông ở đây. Các bạn nhớ nhá. Rồi. Cái thứ hai thì các bạn vào website 1001mỗinhadep.com. Ở website này thì đơn vị chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều cái mẫu nhà, thì các bạn lựa chọn được cái mẫu nhà nào ưng ý thì các bạn hãy nhấc máy lên gọi điện chúng tôi theo số line 0386325566 các bạn nhé. Rồi quay trở lại với không gian của công trình. Ngày hôm nay chia sẻ cho tất cả các bạn về cái bộ hồ sơ căn nhà phố này các bạn nhé. Thì chúng tôi đã bàn giao cái bộ hồ sơ này rồi, và chỗ em Vinh đã nhận được hồ sơ. Thì với hôm nay thì mình sẽ không chia sẻ trên màn hình nữa mà sẽ chia sẻ các bạn trực tiếp trên cái bộ hồ sơ của công trình này. Thì bây giờ mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi video nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn, và trong video ngày hôm nay thì công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho các bạn về cái hồ sơ thực tế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho em Vinh ở thành phố Thái Nguyên, một cái căn nhà phố kích thước mặt tiền là 5m, chiều sâu nhà 20m. Thì với căn nhà phố thì không bao giờ các bạn xây hết đất mà chúng ta phải để lại 3m để phòng khi trường hợp mà phố phường đông đúc, thì cái 3m đó nhà nước lấy lại làm đường thì các bạn sẽ phải để lại, và 3m mặt tiền này chúng ta không được phép xây dựng kiên cố. Thì với không gian nhà như vậy thì chúng ta chỉ được phép xây dựng 17m thôi. Thì các bạn nhìn thấy không gian mặt tiền phía trước của công trình. Và với công trình nhà phố 3 tầng này thì đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho em Vinh ở thành phố Thái Nguyên. Thì các bạn nhìn không gian mặt tiền phía trước của công trình, chúng tôi thiết kế bằng, các bạn nhìn đây cái không gian, thì cái phần này sẽ sử dụng là ốp gỗ nhựa các bạn nhé, chịu được cái nhiệt ở ngoài môi trường, cái gỗ nhựa. Còn chúng ta sẽ sử dụng cái sơn màu trắng sứ cùng với cửa nhôm Sifa. Thì các bạn nhìn quan sát cửa nhôm Sifa với không gian nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn với cái phần bản vẽ tiếp theo. Ở cái bản vẽ này thì các bạn sẽ nhìn được cái không gian toàn cảnh của không gian nhà. Đó, chúng ta nhìn không gian nhà nó rộng hơn. Đó, chúng ta sẽ đến với góc nhìn tiếp theo nhé. Ở cái góc nhìn này thì các bạn sẽ là góc nhìn từ bên trái sang bên phải, thì các bạn nhìn được cái phần mái của phía trên của tầng trên của công trình nhà phố này. Đó, các bạn nhìn này nó rất là rõ ràng hơn này. Đó, xin chào. Giờ tiếp tục thì các bạn sẽ nhìn phần mái từ trên cao nhé. Ở cái phần mái trên cao này thì các bạn nhìn với không gian này thì chúng tôi thiết kế theo cái không gian mở, lấy ánh sáng thiên nhiên từ trên cao. Thì các bạn nhìn hai cái ô thoáng này này. Đấy, chúng tôi lấy ánh sáng thông từ trên cao thông xuống. Đây các vị trí lấy ánh sáng thông tầng ấy. Thì không gian nhà phố quan trọng nhất là cái công năng làm sao nó vừa gọn, vừa thoáng và vừa lấy được không khí trong nhà. Thì điều đấy thì các bạn phải cần tư vấn thiết kế, một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn nhé. Phần đây là không gian mặt bằng của công trình đây. Thì chúng ta sẽ bước vào đây thì là khu vực 3m để xe này. Đây là khu vực phòng khách này. Và đây là cái chỗ giếng trời thì chúng ta có thể trồng cây xanh ở đây. Đấy, đây khu vực cầu thang thì chúng tôi ép hết về một bên nhé. Cầu thang ép hết bên thì các bạn nhìn nó rất nhà. Ở tầng 1 thì các bạn nhìn thông trước thông sau rất là thoáng. Đây là không gian bếp này. Và đây khu vực bàn ăn này. Đây là chúng ta có khu vực sân ướt để các bạn có thể sử dụng cái khu vực sân ướt này trước khi chúng ta đưa vào bếp. Và đây có một cái phòng nhà vệ sinh. Nhìn thấy tầng 1 thì các bạn nhìn nó rất là thoáng này. Đấy, chỉ có phòng khách này, khu vực lấy ánh sáng giếng trời có thể trồng cây xanh đây này, và khu vực bếp này, khu vực phòng tắm nhà vệ sinh.
Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn khu vực tầng 2. Chúng ta vẫn dọc cái hành lang này, các bạn đi từ dưới đây lên đây thì khu vực cầu thang này. À, cầu thang và cái giếng trời này vẫn ở đây thì lấy ánh sáng ở đây các bạn nhìn nhé. Thì đây có một phòng ngủ này. Đấy, hai phòng ngủ này, khu vực tầng trên này. Đây phòng ngủ nữa là ba này, và đây là khu vực phòng tắm và phòng vệ sinh chung ở trên tầng 2. Đấy, các bạn nhìn trên tầng 2 là ba phòng ngủ nhé. 1 2 3. Tiếp theo ở khu vực trên tầng 3, chúng ta đi dọc lên đây và lên trên tầng 3 này, đây là khu không gian phòng thờ. Và đây là không gian phía trước của công trình, và đây không gian sân phơi phía sau. Và cái chỗ này là lấy giếng trời đây. Đấy, lấy giếng trời chỗ này. Thế thì ở khu vực cầu thang này có hai giếng trời, đây là cái giếng trời thông từ tầng 1 lên tầng 3, và đây là cái giếng trời là lấy xuống cái vị trí tầng 2 và tầng 3. Đấy, các bạn nhìn lấy ánh sáng. Rồi chúng ta sẽ đến với chi tiết cụ thể khu vực nhà em Vinh này nhé. Đây chúng ta sẽ nhìn. Đây thì các bạn nhìn nhà phố là 5m này, 5m này. Chiều sâu nhà là 20m thì chúng ta chỉ xây 17m thôi này. Đây phòng khách diện tích là 20,5m². Đây khu vực trồng cây xanh này. Đây cầu thang ép hết một vế này. Các bạn cầu thang ép hết một vế như này rất là thoáng nhà. Đây không gian bếp là 16m², phòng vệ sinh là 3,5m², khu vực sân nước rửa giấy đấy. Đây. Đây chúng ta lên trên tầng 2 nhé. Diện tích trên tầng 2 đây thì phòng ngủ số 2 là 9m², phòng này là nhỏ hơn một chút. Xong đến phòng ngủ số 3 là 16m². Phòng ngủ số 1 ở góc này là 14m², phòng vệ sinh đây là 3,5m². Đây là cái thông tầng từ dưới lên trên để chúng ta ở cái vực phòng ngủ này các bạn mới lấy được ánh sáng nhé. Đấy cái thông tầng này là rất là quan trọng với không gian nhà phố. Với nhà phố này chúng tôi thiết kế cho em Vinh thì rất là thoáng luôn, nếu các bạn được ở Thái Nguyên mà tham quan trực tiếp công trình này. Còn ở trên tầng trên đây thì ở đây khu vực phòng thờ là 20,1m², còn thông tầng đây các bạn nhé. Đây khu vực sân phơi đây là 20,3, vị trí thông tầng đây. Sân thượng đây. Tôi sẽ mở nhanh cho các bạn về các cái bản vẽ tiếp theo. Đấy, bản vẽ về tường xây này. Đấy, không gian cứ mỗi bản vẽ 2D sẽ có bản vẽ 3D cho các bạn nhìn như thế. Nó rất là thoáng. Đây không gian mặt tiền phía trước, cao độ thì tầng 1 là 3m6, tầng 2 là 3m3, tầng 3 là 3m3. Đấy, về cao độ, đây không gian vị trí mặt các từng tầng, chi tiết cầu thang. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ đến lướt nhanh nhé. Đây là vị trí cầu thang này, bản vẽ chi tiết cửa này. Thì bộ hồ sơ bản vẽ này thì có rất là nhiều, chúng tôi sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn thôi. Về hồ sơ bản vẽ kiến trúc thì chúng ta sang cái hồ sơ bản vẽ kết cấu nhé. Với công trình nhà phố này thì nền đất rất là tốt và cứng. Đào 3 mét xuống thì nó sẽ phần đến đá quậy nhỏ. Thì chúng tôi sử dụng là thiết kế là móng băng các bạn nhé. Móng băng ở công trình nhà phố này. Đây, các vị trí cột. Thì đối với bản vẽ kết cấu đây các bạn nhìn. Đấy móng băng có những vị trí chúng ta sử dụng móng lạch. Vì nhà bên hai nhà hai bên xây rồi chúng ta phải sử dụng móng lạch các bạn nhé. Đấy, để thống kê thép đầy đủ hết cho các bạn này. Phi 6 bao nhiêu, phi 8 bao nhiêu, phi 12 bao nhiêu, phi 10 bao nhiêu, phi 16, 18, phi 20. Đầy đủ hết cho các bạn là cái diện tích là bao nhiêu luôn các bạn nhé. Đấy, bản vẽ chi tiết cột. Rồi chúng ta sẽ đến một vài hồ sơ bản vẽ về chi tiết móng này, chi tiết mái này. Các vị trí thông tầng này. Đấy, thống kê cốt thép này. Đầy đủ hết cho các bạn luôn nhé. Không thiếu cái gì cả. Thì chúng ta sẽ nhìn tiếp theo cái phần bản vẽ về điện nước để cho các bạn nhìn về cái hồ sơ bản vẽ điện nước. Vẫn còn là bản vẽ kết cấu này. Tôi sẽ mở nhanh về bản vẽ điện nước cho các bạn. Để nhìn. Đây bản vẽ điện nước này. Đây bản vẽ điện nước đây. Thì các bạn nhìn đây là gara này. Đây khu vực phòng khách này. Đây khu vực bếp này. Đó. Đây các vị trí quạt bố trí đâu, quạt phòng ăn này, quạt phòng khách này. Đó, ổ cắm điều hòa bố trí đâu, chúng tôi bố trí điều hòa này, điều hòa này. Đó, các bạn nhìn rất là chi tiết, rất là cụ thể luôn. Đây là cái phần sơ đồ nguyên lý về tủ điện tổng ở các vị trí các tầng, tầng 1 như nào, tầng 2 em sao, có hết cho các bạn nhé. Nguyên lý điện tủ điện tầng 2, các vị trí ổ cắm điện này, các bạn nhìn chiều cao ổ cắm bao nhiêu theo tiêu chuẩn, có hết luôn các bạn. Đấy, về phần bể phốt thì các bạn nhìn bể phốt thì bố trí khu vực này, bể nước ở đây, khu phòng khách. À, khu không gian bếp đây là phần điện nước. À, sang phần nước các bạn nhé. Đây cần test này, bố trí đường nước đi đâu. Đây sơ đồ nguyên lý cấp nước từ tầng 3 xuống tầng 2, tầng 1. À, từ cái bể nước ngầm đẩy lên. Đấy. Đây là các vị trí đặt về thoát sàn. Đấy, nước bố trí như nào, các vị trí bệt xí bố trí làm sao, ống thoát nước và điện như nào. Đấy,
Các bạn nhìn đây, không gian bể phốt thép của bể phốt này. Thì một bộ hồ sơ bản vẽ không gian nhà phố thì nó nhiều như vậy, chúng tôi vẫn chia sẻ cho các bạn đây. Chúng tôi đóng dấu tab line hết rồi, hoàn thiện hồ sơ các bạn. Bây giờ chúng tôi cũng gửi hai bản, một bản dành cho chủ nhà, một bản dành cho thợ thi công, hai bản luôn các bạn nhé. Bây giờ cũng phải hai bản như thế này. Nếu bạn nào cần tư vấn thiết kế thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo cái số hotline này. Các bạn nhìn theo cái số hotline này. 0386325566 các bạn nhé. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline này, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn, thiết kế bạn căn nhà phố đẹp và ưng ý nhé. Và cảm ơn gia đình em Vinh ở thành phố Thái Nguyên đã biết đến công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công nữa cho cuộc sống. Những bạn nào mà cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi, và chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Việc tư vấn thiết kế nhà phố hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green nhé. Chúc các bạn thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Thì hiện tại mình đang chuẩn bị chuyển phát ba cái bộ hồ sơ cho khách nhé. Thì đây là cái hồ sơ đầu tiên muốn chia sẻ với bạn là chỗ anh Lê Mạnh Vinh ở Đại Từ, Thái Nguyên. Đây là cái mã chuyển phát nhanh, thì các bạn có thể tra cái mã này. Mình sẽ giới thiệu nhanh cái bộ hồ sơ nhà anh Vinh, thì giờ bây phần ở bưu điện giờ cũng muộn rồi. Đây là cái hồ sơ nhà anh Vinh, mặt tiền nhà phố là 5m, chiều sâu nhà 20m. Thì quy định nhà phố thì chúng ta không thể xây hết 20m mà chúng ta chỉ xây 17m thôi, để lại 3m các bạn nhé. Mình sẽ view nhanh cho các bạn cái không gian mặt tiền công trình và cái không gian nội thất và ý tưởng thiết kế của đơn vị. Các bạn quan sát đây. Thì đây là phần phía trên, khung này là lấy ánh sáng này, cái khu vực lấy ánh sáng các bạn nhìn. Đó. Đây là không gian nội thất tầng 1, chúng ta vào phòng khách này. Và đây là các bạn nhìn thấy phòng bếp này, nhà vệ sinh này. Còn đây là cái phần giếng trời lấy ánh sáng nhé. Đấy, cái giếng trời này rất là quan trọng đối với nhà phố, thì khoảng thông gió ánh sáng đưa vào trong nhà phố thì đòi hỏi các kiến trúc sư phải tư duy nhé. Thì nhà phố thì các bạn phải cần thiết kế, nhà vườn thì ánh sáng ở đâu cũng khó rồi. Đây các bạn lên trên tầng 2 này, chúng tôi bố trí 3 phòng ngủ này. Phòng ngủ số 1, số 2, số 3, khu vực vệ sinh, và đây là giếng trời này. Đấy, khu vực cầu thang nằm góc này, các bạn nhìn nhé. Đây trên tầng trên, tầng 3 thì đây là phòng thờ này, đây là cái ban công này. Còn đây thì vẫn là cái giếng trời thông từ tầng 1 đến tầng 3. Và phía đằng sau này thì là khu phơi nhé. Và đây là cái giếng trời thông xuống tầng 2. Thì điều quan trọng nhất đối với nhà phố là chúng ta phải lấy gió ánh sáng làm sao vào hết trong nhà để chúng ta có không gian để thở nhé. Thì bộ hồ sơ này mình sẽ làm chi tiết cho các bạn ở trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rồi giờ muộn rồi, mình sẽ chia sẻ nhanh thôi. Muốn bộ hồ sơ chỉ 1 phút thôi nhé. Xong nhà thứ nhất này. Tiếp theo đến nhà số 2 là chỗ nhà... chỗ Phạm Thị Hồng Hoa này. Ở đây ở Thủy Nguyên thì hôm nay đang cách ly xã hội, mình không thể về được Thủy Nguyên. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ hồ sơ này. Thì cũng phải chuyển phát hết cho các bạn. Đây ở Thủy Nguyên, hoạt động Thủy Nguyên, đây là cái mã này, để các bạn nhìn. Ok, chúng ta sẽ lướt nhanh nhé, 30 giây thôi. Đây là mặt tiền của công trình này. Đấy, không gian nhà vườn. Với không gian nhà vườn này thì các bạn nhìn, nếu không gian nhà vườn này lên thì rất là đẹp. Đấy, không gian mặt tiền phía trước của công trình. Thì chúng ta sẽ đến với khu vực góc nhìn này. Đó. Nhanh các bạn rồi. Chi tiết mình sẽ gửi đây, chúng ta sẽ vào đây, phòng ngủ này, phòng bếp này, nhà vệ sinh này, phòng khách này. Ở tầng 1 nhé. Tầng 2 đây, phòng ngủ này, khu vực vệ sinh này, đây phòng thờ này. Tổng là chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ nhé. Đấy, khách hàng số 2 này. Xong nhá. Rồi, chi tiết mình sẽ phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân từ mỗi nhà một. Thì chúng ta sẽ đến khách hàng số 3. Khách hàng số 3 trong cái bộ sơ chuyển phát nhanh ngày hôm nay cho các bạn theo dõi hàng số 3. Đây chỗ nhà anh Thông, gửi về cho bố mẹ anh. Anh Thông đang làm việc ở trong Sài Gòn nhá. Đấy, thì sẽ gửi cho về bác Thập ở quê. Đây các bạn nhìn với căn nhà phố này, căn nhà vườn này nhá. Mặt tiền là 10m, chiều sâu nhà 12m, thì tầng 1 gồm có 2 phòng ngủ và phòng khách thôi. Còn trên tầng 3 thì các bạn nhìn, còn bếp thì anh ấy để tách ngoài. Ok, đây các bạn nhìn phòng khách này, phòng ngủ số 1, số 2 này, khu vực cầu thang này. Còn đây là cửa đi ra khu vực bếp và phòng ăn nhá. Ở dưới cầu thang này nhà vệ sinh này. Tầng 1, còn tầng 2 các bạn nhìn này.
Đấy, phòng ngủ đây, phòng thờ và khu vực sân phơi, khu vực nhà vệ sinh chung. Ở đây ba bộ hồ sơ hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh hết. Rồi, đấy các bạn nhìn. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân và tư vấn thiết kế nhà thì hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé, theo số hotline nhé. 0386325566, gọi cho chúng tôi theo số này. Rồi chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Tư vấn thiết kế nhà thì hãy để cho chúng tôi, đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp nhé.